Hello, Hồng An chào cả nhà. Và lâu lắm rồi Hồng An không có chia sẻ những cái phụ tùng linh kiện cho anh em mình trên cái kênh xe máy Hồng An độc đáo trước Sài Gòn. Thì hôm nay thì Hồng An sẽ chia sẻ cho anh em tín đồ quay Thái 110 những cái sản phẩm cho anh em mình về dọn xe, dựng xe, ráp xe. Thì tất cả những linh kiện ở đây đều là hàng tháo xe được sàng lọc ra những cái sản phẩm đẹp cho anh em mình chơi nha anh em ha. Thì nói chung bên đây mình thì cũng có rất nhiều máy móc linh kiện đủ loại nha anh em, từ rim thái, quay pha, quay ZX, filter nail, quay SRS, nói chung là đủ thể loại, anh em cần món nào bên shop mình đều có nha anh em. Filter 1, tất cả các dòng xe bên mình đều có những cái linh kiện, các chân phụ tùng linh kiện ngoài hoặc linh kiện cục máy, anh em cần ở tăng đa hoặc anh em cần những cái linh kiện mà đã sử dụng qua, hàng đẹp có và hàng trung bình khá cũng có, đặc biệt là hàng nói chung hàng tại là không có nha anh em ha. Hàng tại là mà hạ bên mình là bán dây chai, không có bán hàng dạng hàng tại, chỉ có từ trung bình khá đến hàng đẹp thôi nha anh em. Cái này mình gắp lên những con xe mà mình sưu tầm ở xe đẹp giá trị cao, những con xe trung bình anh em đi thì tất cả những sản phẩm bên shop mình đều có hàng hết cho anh em mình thay thế nha anh em ha. Lúc nào bên shop mình cũng có những cục máy, những cái phụ tùng linh kiện để sẵn cho anh em, phục vụ cho anh em mọi lúc mọi nơi nha anh em ha. Nói chung hàng bên mình là không có thiếu nha anh em, không thiếu hàng đâu nha anh em ha. Những cục máy lúc nào cũng luôn đầy nhà, linh kiện cũng lúc nào cũng để sẵn hết cho anh em, rất nhiều hàng anh em ha, lúc nào cũng có sẵn đáp ứng cho anh em trong tư thế là sẵn sàng nha anh em ha. Anh em cần món nào là rã món đó ra cho anh em liền, cần chi tiết nào là đều có hàng hết, linh kiện lúc nào cũng có, không thiếu nha anh em ha. Anh em không thiếu, chỉ sợ tiền không nhiều thôi anh em. Linh kiện đẹp, hàng cọp, hàng gì cũng có hết nha anh em ha, không thiếu hàng, kể cả máy móc linh kiện, tất cả những phụ tùng đều đủ cho anh em mình chơi hết. Thì đâm ra anh em mình mua bên những cái sản phẩm phụ tùng bên shop mình này thì chắc chắn yên tâm 100%, vì là lúc nào cũng là lựa chọn những cục máy S tăng đa, S máy zin, sườn zin, phụ tùng đẹp phục vụ cho anh em mình chơi. Giá trị lúc nào luôn khẳng định là bảo hành 3 tháng dùng cho anh em mình dùng ha. Từ động cơ máy đến những cái linh kiện ngoài, thủy lực hoặc dàn điện, dàn cơ gì đó anh em, đều bảo hành 3 tháng dùng cho anh em mình hết. Rồi không mất thời gian anh em ha. Thì shop mình hôm nay là sàng lọc được, chọn lựa ra được vài món đẹp cho anh em mình chơi dòng quay Thái 110. Thì trước tiên mình sẽ đi cái các chân dài nha anh em ha, các chân dài nha anh em. Nói chung là giá hợp lý anh em ơi, mình bán hàng đẹp chứ mình giá cũng rất là chuẩn anh em, giá rất là ổn định và chuẩn giá ha. Còn đẹp xấu do anh em mình đánh giá, đẹp hay xấu do anh em mình đánh giá, còn chất lượng thì bên mình bảo hành anh em ha. Đây là gác chân 110 nha anh em. Anh em tự quýnh giá nha anh em ha. Quýnh giá, quýnh cho quýnh trúng nha anh em, đừng có quýnh lộn nha. Quýnh giá là phải quýnh trúng, quýnh lộn là chết sấp mình luôn à anh em ha. Anh em cứ quýnh giá mà quýnh là phải quýnh trúng nha anh em, đừng có quýnh trật. Quýnh trực là bánh shop mình là khổ lắm nha anh em. Rồi bên đây nha anh em ha, không cong vên nha anh em, đẹp chưa có rửa nha anh em ha, không cong vên, gác chân dài nha anh em. Gác chân dài này là của một em người mẫu 18 tuổi nha, em người mẫu chân dài 18 tuổi. Anh em nào rước em người mẫu chân dài này về nha anh em, vừa tròn 18 tuổi nha anh em ha, chân dài của em người mẫu 18 tuổi hả, anh em rước nó về đây anh em, còn trong trắng lắm nha anh em ha, trong trắng hả, chưa có qua những cái hóa chất tẩy rửa ha, còn trong trắng lắm anh em ơi. Em gái 18 tuổi chân dài này là anh em nhìn mân mở cái đó anh em ha. Bóng bẫy ha, mở gà nè thấy không, kể cả cái móng này chưa mòn anh em thấy không,
đúng hàng nha anh em ha, đúng em gái 18 tuổi nha, chưa có qua tẩy rửa qua spa nha anh em, còn trong trắng lắm nha anh em ha. À, nước da mơn mởn ha, vàng ươm. À, cao su thì có đủ nha anh em. Rồi bên trong của nó thì shop mình chỉ có đưa kèm cho anh em cái cặp bát này ha. À, cặp bát theo xe nha anh em, đang thui anh em. À, dấu chấm nè anh em, còn đủ hết nè. Rồi đó, anh em ha, anh em về ráp lên ok. À, răng cỏ còn nguyên, không có bị cháy răng, tung răng. À, đã kiểm tra rất là kỹ rồi anh em. À, rồi cái cặp này giá tốt cho anh em mình chơi nha anh em ha. Thì nói chung chỉ có như vậy thôi nha anh em. À, thì em gái 18 tuổi thì nó trong trắng mà anh em ha. Nói chung anh em về anh em tắm rửa lại ha. À, spa lại nó sẽ đẹp thôi anh em ha. À, ở đây là từ một em gái 18 tuổi. À, cặp đùi đùi gà đó, chân gà đó. Rồi 1,2 triệu nha anh em, 1,2 triệu nha anh em, về spa lại. À, tiếp đến cũng là một cái đùi gà luôn, cặp nhúng nha anh em ha, cặp nhúng còn keo luôn nha anh em, cũng là em gái 18 tuổi luôn. À, trắng mộng mơ. À, chưa qua spa lần nào. À, anh em muốn rước em gái này về thì rước cho anh em ha. À, trong trắng mộng mơ. À, còn chinh nguyên nha anh em ha. À, còn chinh nguyên nha. Chưa có qua tác động gì hết, đúng không? Chưa qua spa lần nào. À, quá trời đẹp anh em ơi. Bảo hành anh em mình dùng 6 tháng nha anh em ha. Không xị sượng, không chảy nhớt nha. À, quá đẹp ha, anh em quality anh em. Bạn ưa mà anh em ơi ha. Nói chung là hàng bảo hành cho dùng mà anh em. Anh em được dùng miễn phí 6 tháng đầu tiên. Rồi 6 tháng sau anh em mới bắt đầu trả thôi, trả phí thôi. Cặp nhúng này quá rẻ rồi nha anh em. 6 tháng dùng là 6 tháng miễn phí nha anh em ha. Bảo hành anh em miễn phí dùng được 6 tháng đầu rồi đó anh em. 6 tháng sau thì anh em mới bắt đầu trả tiền cái sản phẩm mình chốt thôi. Quá bèo anh em ha. À, anh em về rửa lại nha anh em. À, còn nguyên zin ha. Em gái 18 tuổi là mới rớt lần đầu luôn anh em. À, bên shop Hồng An nhanh tay lại chân lắm anh em ơi. Vừa rớt là bên shop mình là ẩm em về liền ha. À, lựa hàng tuyển chọn cho anh em mình chốt. À, cặp này giá ok nha anh em, một cái cặp phục đẹp nha, chung chân keo đầy đủ nha anh em nè. À, chưa đánh chưa chùi nha anh em, chưa xì ba lần nào, hàng vô xe đẹp anh em ha, vô xe đẹp nha anh em. Bảo hành 6 tháng dùng 1,8 triệu đó nha anh em ha. Nhìn đã biết anh em nè, nhìn cái bạc hao của nó đó anh em. À, thao zin nha, có đóng mở nha anh em ha, cao su còn rất là ok nha anh em. À, rồi ok nha anh em, 1,8 triệu nha. Và tiếp đến là củ đề ha, củ đề cũng là hàng theo xe một bộ đó nha anh em. Củ đề này vip thang chưa mở lần nào, quay một tay là ó nha anh em nè, quay một tay thôi anh em, đâu cần quay hai tay đâu anh em. À, nhẹ thôi nha anh em ha, nó đã lên rồi. Bảo hành 6 tháng luôn nha anh em. Nói chung là hàng là ở đây là miễn phí dùng 6 tháng đầu tiên. 6 tháng sau anh em mới bắt đầu trả nha anh em ha. Củ đề này 1,8 triệu nha anh em, thang chưa mở lần nào. Thang chưa mở nha anh em ha. Anh em. Củ đề đẹp. Ráp lên những con xe VIP là chuẩn bài luôn nha anh em. À, ốc tán nè. Chưa dấu mở nè. Còn mở gà hết trơn nha anh em. Anh em về chịu khó spa lại nha. Ốc nguyên zin. Đó. Đẹp nha anh em ha, rất là đẹp, là chui điện anh em, còn như mới, là thang chưa mở nha anh em. Nói chung cái này không ăn chưa mở ra luôn đó, bao anh em mà thang zin luôn á, vì chưa có dấu mở mà anh em. 1,8 triệu nha anh em ha, 1,8 triệu. Bảo hành 6 tháng dùng ha, không có bị ré nè, cùi đề nè, không có bị ré nhông đề nè, đề là êm nha anh em ha. Đó. 1,8 triệu lên em.
Rồi tiếp đến một cái thủy anh em ha, thủy à. Anh em nhìn kỹ nha anh em ha, cái thủy này rất đẹp nha anh em à. Không có bị nứt nha anh em ha, không có găng cưa nha, nhìn kỹ nha anh em à. Nói chung để xét thì nó phải có rồi anh em ha à. Nhưng mà để vậy là không có đâu à. Nè, không có một lằn chày anh em ha, không có một dấu tích gì hết à. Nói chung là hàng đẹp anh em ơi. Anh em nhìn cái nhựa đen thui anh em nè, nè. Đen mung anh em ha, đen mung, đen mung nha anh em à. Ốc cỡ này anh em nè, cỡ này đó anh em à, đen thui à. À anh em về xuyên, muốn lao muốn chùi làm gì làm anh em ha. Thì shop mình nói dạ sao để bán như vậy đó anh em à. Thủy bên trong nói chung này cũng còn sáng lắm nha anh em ha. Như vậy là quá cộp rồi anh em, quá đẹp rồi, trên dưới rồi anh em à. Trời ơi đẹp quá anh em. Nói chung này quay như biết quay sao cho anh em thấy được ta, chứ mình thấy là quá ok rồi anh em ơi ha. Đẹp lắm anh em. Rồi thủy này không ăn bán, giá ok cho mình chơi, giá hữu nghị luôn nha anh em ha. 1 triệu đó nha anh em, 1 triệu một cái thủy, quá ok luôn anh em đó. Thủy zin nha, bên trong bên ngoài đều đẹp nha anh em, 1 triệu đó nha anh em. Rồi cái này hộp bình ý quên, hộp đựng nghe đồ nghề, hộp đồ nghề nói chung là rất đẹp ha, học đồ nghề nha anh em, 99 luôn anh em ơi ha, 499 nha anh em. Nè anh em nhìn nè, cái nước nhựa nó còn đang bóng luôn anh em ha, đang bóng luôn anh em, không biết mới cũ anh em tự đánh giá nha ha. Mà đang thui anh em ơi à. À, 99 luôn nha anh em ha à. Cũng là cái combo xe này tháo ra đó anh em, không ăn chia đi là của anh em đó à. Trời ơi nó đang thui anh em ơi, có chút xíu chỗ này anh em ha à. Rất đẹp. Rồi cái cản anh em ơi, cản này không biết nói sao anh em ha, cản này nói chung là rất là ok rồi anh em, quay sao cho anh em mình hình dung được cái chất anh em, không có một quằn ha, không có một tì vết nha anh em, không một tì vết, cố tình quay cho anh em mình thấy cái độ rõ của cái quằn nó đẹp cỡ nào anh em. Đó, bên trong bên ngoài anh em quay bên dưới đi anh em mình xem nó dễ, không có lỗi anh em ha, có lỗi là họ mang sẽ chỉ cho anh em ha. Quay phần dưới là anh em đã thấy rồi anh em ha, nó đen thui anh em, đen thui anh em ha. Nè phần này nè, quan trọng phần này nó nhìn thấy cho anh em à, cái phần dưới mà nó dễ bị xét nhất á, nó còn như vậy đó anh em. Thấy không? Thì anh em đâu cần nhìn mặt ngoài anh em thấy không à. Ô đồ đã quá anh em ơi, đáp ở đây nữa nè à, anh em à. À. Bóng lồng lộng anh em ha, bóng lồng lộng và nó đang thui lồng lộng anh em à. Nè mềm lắm anh em ơi, nè sớ ba dớ anh em thấy không, cái sớ của nó còn mới cỡ này đó anh em, ba dớ sớ của nó nè, trong cái khuôn nó dập ra đó anh em à, nó còn sớ đó à. Đẹp lắm anh em ha à. Nè anh em gắp xe đẹp
ok luôn anh em ơi ha, rất là mềm. Nói chung là anh em hình dung cái cản biết rồi, đen thui à, không có tì vết, không có bị một vết chày vết mớp cho anh em ha. Cầm cho nó êm lắm, êm tay lắm anh em. Đen mung quá đẹp anh em. Rồi cái cản này Hồng An nói chung là Hồng An bán chung với cái này đi anh em ha, cho anh em một bộ đây về gáp cho nó dễ, cho nó chọn bộ nha anh em ha, 1,5 triệu nha anh em. Rồi nói chung hàng này hàng đẹp, nói chung thì lâu lắm rồi mới có một cái cây nói chung thì như ý ha. Nhiều cây nó sần sùi lắm anh em, sần sùi và nó bị mớp bị chày anh em. Cái này nó bên trong cũng giống như bên ngoài đó anh em ơi, trong như ngoài nó cũng y như mới à. Đó, cái ba vớ nó còn nguyên hết trơn anh em ha. Đó, 1,5 triệu cho anh em ha, ăn combo. Đó. À, không thì anh không ăn để dành lại nhiều khi chia cho những anh em họ ráp xe cọp anh em ha. Đúng 1,5 triệu nha, một combo này mới bán nha anh em ha. Rồi nó cũng lâu lắm mới được những cái cản này anh em ơi. À, chứ Hồng An thấy là những cái cản là nó không được đẹp như vậy đâu anh em. Rồi 1,5 triệu thì nói chung thì hôm nay chỉ có như vậy thôi nha anh em ha. Trong rất còn sản phẩm nữa nhưng mà thì mình cũng chưa có thời gian quay hết cho anh em, để vài ngày tới nó sẽ lên sóng những cái cục máy, những cái linh kiện lẻ như nữa nha anh em ha. Chia sẻ cho anh em mình trong cái đam mê phụ tùng xe, những cục máy chẳng hạn như Wayfa, Wayzip X hay Future Nail đó, vài ngày nữa Hồng An sẽ lên những cục máy lẻ, phụ tùng lẻ cho anh em liên quan đến bộ phận máy nha anh em ha. Rồi bye bye cả nhà nha anh em, bye bye.